Hello and what's good? Welcome back to my channel. Chào mừng các bạn đến với channel của Chucky Nguyễn. Thì dành cho những ai chưa biết thì các bạn có thể gọi mình là Nhân cũng được. Thì channel của mình thì mình sẽ làm về những cái reaction cho những bài nhạc mới và những clip viral trên mạng. Thì chắc là mình không để mất thời gian các bạn nữa. Tới phần intro thế nào? Let's go! Ok, thì đối với cái video lần này thì mình sẽ react cho một cái MV mới của Tuliver. Mình là một big fan của Space Speaker nói chung và anh Tuliver nói riêng. Chắc là xếp hạng thì anh Tuliver luôn là nằm trên top list của mình. Theo đó là Subin nữa. Thì dành cho những ai chưa biết thì cái video đầu tiên của mình và trên channel của mình luôn á, thì mình react cũng là một bài của Space Speaker. Và bây giờ chúng ta lại có cơ hội gọi là react thêm một lần nữa một bài nhạc mới của Space Speaker. Rất là mong đợi luôn. Bài hát tên là Kaleidoscope. Sorry, mình không biết nghĩa của cái từ này, nhưng mà tí nữa chắc là mình sẽ search. Đây có sự xuất hiện của Tiên Tiên nữa. Thật sự nếu mà ai có biết thì gọi là hồi xưa có cái bài gì mà anh yêu hát về người yêu dấu ơi có nghe chăng đó, cái bài đó trời, hồi xưa lúc đó hình như mình nhớ mình học cấp 2 thì bài còn rất là nổi luôn. Wow, và bây giờ sự kết hợp giữa Tuliver và Tiên Tiên, theo mình thì luôn thì Tiên Tiên luôn là một cái người mà theo mình hát rất là hay, và gọi là mình luôn gọi là hóng chờ những cái sản phẩm của chị Tiên Tiên á. Đẹp, thôi, let's go, không có thời gian nữa. Let's go. Nóng hỏi luôn. Space Speaker. Con biết. Trong cơn đêm mê em nghe âm thanh cất lên nghẹn ngào, anh đang hân hoan bên ai, đêm nay đang say tận cùng nhau. Không gian xung quanh bao la, đôi tay vẫn luôn gọi mời, nhưng anh đâu hay yêu anh, em không bao giờ. Tiên Tiên là cái tên mẹ. Một lời cứ nói hết thành câu, yêu nhau sao ngại ngần, cứ nói hết với nhau dù cho người đến. Đang hân hoan bên ai, đêm nay đang say tận cùng. MV nhìn ghê quá, ma mị quá. Không gian xung quanh bao la, đôi tay vẫn luôn gọi mời, nhưng anh đâu hay yêu anh, em không bao giờ. Leave you alone. Một lời cứ nói hết thành câu, yêu nhau sao ngại ngần. Cứ nói hết với nhau dù cho người đến rối ren.
Deliver kìa, nhìn ngầu quá. Nhìn kiểu badass à, nhìn kiểu badass vãi. Sao là gì nhỉ? Còn nữa. Executive producer. Ồ, em biết nhìn lạ quá. Đây là nhìn kiểu ma mị, nhìn kiểu chuyên nghiệp á, nhìn nước ngoài á. Sao chỉ là credit thôi mà đúng không? Space speaker. Ok, hát rồi. Ok. Oh wow. Trước đó thì mình có thấy là cái tin là anh Silver thông báo là quay trở lại. Thì mình nghĩ đây là một trong những cái sản phẩm mà mình không biết là sẽ còn nữa không ha. Nhưng mà mình muốn được nghe được nữa. Tại vì những cái sản phẩm của Angelo lúc nào mình cũng mong đợi đó. Nói chung là thành viên của Space Speaker thì ai mình cũng mong đợi hết. Nhất là những cái sản phẩm mà những cái thành viên của Space Speaker xuất hiện chung với nhau á. Theo mình bài này thì nói chung là cũng khá là lâu rồi mình mới nghe lại gọi là giọng hát của chị Tiên Tiên. Thì mình rất là những cái ký ức tuổi thơ nó ù về rất là nhiều luôn. Cái thứ nhất thì MV nhìn rất là ma mị, nhìn nó rất là lạ, kiểu animation rồi hoạt hình rồi đen tối ma mị, nhìn nó khá là hay. Nhạc thì không phải bàn rồi, còn về giọng hát của chị Tiên Tiên như mà nói rất là nhiều ký ức tuổi thơ luôn. Ok, thì đó là cái phần reaction của mình. Thì mình rất là mong sẽ nhận được những cái sự ủng hộ của các bạn. Và nếu các bạn có thời gian hoặc là các bạn đang có một cái đang biết một cái sản phẩm nào mới mà cần mình làm reaction thì các bạn cứ comment ở phía bên dưới nhé. Thì trước đó thì mình cũng đã có upload một cái reaction video mà nhờ các bạn đã comment thì mình mới biết tới cái sản phẩm đó. Thì mình rất là mong sẽ nhận được những cái comment như vậy nữa. Thì sau đó thì mình nếu mà nhiều người comment quá về cái sản phẩm đó thì mình sẽ làm reaction thôi. Ok, thì rất là mong các bạn sẽ có một ngày thật là tuyệt vời và uống thật là nhiều nước, tại vì không uống nước mà nếu uống nước cũng mọc bụng thôi nè. Ok, thì như mọi khi, peace and I'm out.